Sau tai nạn, người bạn điều khiển xe về mà không biết cô gái trẻ đi cùng chết trong công viên. Vụ tai nạn khiến chị Ngờ bị văng qua lan can cầu, nằm bất động. Người bạn đi cùng sau đó tỉnh dậy và điều khiển xe máy, chạy về nhà mà không hề biết bạn mình đã chết. Ngày 28 tháng 5, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cô gái trẻ tử vong trong công viên bên quốc lộ 1. Bước đầu nạn nhân được xác định là Lê Thị Kim Ngờ, sinh năm 1995, ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, sáng 27 tháng 5, chị Ngờ cùng bạn là chị Phạm Thị Hát, sinh năm 1996, ngụ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, có đi nhậu chung với nhau. Chị Hát khai trong cuộc nhậu, Ngờ tâm sự với mình về việc mâu thuẫn với bạn trai. Sau đó cả hai điều khiển xe máy từ quận Thủ Đức sang Bình Dương để gặp người bạn trai này. Khi đang lưu thông qua khu vực dưới cầu Sóng Thần, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do không làm chủ tốc độ nên cả hai bị ngã xe. Vụ việc khiến chị Hát té xuống đường, còn chị Ngờ bị văng qua khỏi lan can cầu, nằm bất động. Sau đó, chị Hát tỉnh dậy và điều khiển xe máy chạy về nhà, không biết bạn mình đã chết. Chị Hát cho biết, mình không nhớ là đã cùng với chị Ngờ đi từ Thủ Đức bằng con đường nào để tới cầu vượt Sóng Thần. Chị cũng không nhớ mình bị tai nạn như thế nào và không biết làm sao mình về nhà. Hiện công an đang tiến hành trích xuất hình ảnh camera gần đó để phục vụ cho công tác điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Trước đó như chúng tôi đã thông tin, sáng 27 tháng 5, một số công nhân chăm sóc cây xanh hốt hoảng phát hiện thi thể cô gái trẻ khoảng 25 tuổi trong công viên ven quốc lộ 1, bên cạnh có nhiều vết máu vương vãi trên lan can cầu vượt. Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong công viên ven quốc lộ 1. Sáng 27 tháng 5, một số công nhân chăm sóc cây xanh hốt hoảng phát hiện thi thể cô gái trẻ khoảng 25 tuổi trong công viên ven quốc lộ 1, bên cạnh có nhiều vết máu vương vãi trên lan can cầu vượt. Khoảng 8 giờ 30 ngày 27 tháng 5, một số công nhân chăm sóc cây xanh tại công viên quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hốt hoảng phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động. Mọi người lại gần kiểm tra thì cô gái đã tử vong nên hô hoán và thông báo công an địa phương. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi, khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc. Nhận được tin báo, công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 25 tuổi, trên người mặc quần lửng màu đen, áo khoác màu xanh. Cạnh đó, cơ quan chức năng phát hiện một mũ bảo hiểm, một áo mưa và nhiều vết máu dính vương vãi trên lan can cầu.